Phố La Cạn Nhà. Có ai còn nhớ em hay không đây? À, em Quang nè cả nhà. Đây là hôm nay của em. Em vừa mới kê cái bạt này ngày hôm qua nắng chói chang luôn. Xong em che cái này nè, che lưỡi lam nè. Xong rồi hôm nay cái là nó âm u. Có thể em nhân phẩm giờ nào rồi đó. Tự nhiên cái đây che xong giờ không có nắng. Đây là hôm nay là vườn của em đây. Rồi là mời cả nhà cùng theo dõi em trồng cái audio nha. Em định hôm nay cả hai cái audio mới về. Rồi giờ cùng em đập hộp và trồng nó thế nào. Em mới bắt xong rồi. Là hai cây gì ta? Audio hả ta? Chắc đúng rồi. Không biết tên tí em xem lại nha cả nhà. Hôm nay em sẽ trồng mấy hai cây này nha. Tại vì là chỉ nhật thái thì cũng để lâu rồi, cái này cũng khô rồi nên là giờ em trồng luôn. Đeo khẩu trang nên nói hơi nhỏ cả nhà. Đẹp không? Cây cây là cây môn va của em đây. Phố La cả nhà. Đây, hôm nay là sẽ trồng có cái chậu này em xài rồi, với lại chậu gốm hết chậu rồi nên là em cũng chụp đại tại vì đang dịch nè. Rồi là bây giờ là bỏ đất chăm sóc cái chậu. Ở ngoài vườn mình phải đeo cả nhà, để em lấy mua em xúc cho đàng hoàng nha. Đây là trộn nhiều đá loại đá rồi nha. Như trộn từ ngày hôm qua rồi. Thì cách trộn thì cũng gần giống như chị Yumi thôi. Cả nhà cứ trộn theo đó mà xài y chang à. Giống nhau vậy. Đó, giờ đặt vô. Đó, giờ em cho đất lên nha. Đó. Quay một mình hơi khó khăn, với lại em cũng lười đi lấy cái chân quá mọi người. Nhà em có hai cái chân quay á. Gần đường cả nhà nha. Thôi em lấy tay để phải sang chạy để bỏ này. Em thấy có dấu hiệu là phản của họ nhưng mà không xa. Mình trồng xong cứ vỗ vậy. Cái này là ở bên nước ngoài, bên Mỹ người ta trồng kiểu thiên nhiên mọi người, kiểu có ở thiên nhiên luôn á, nhìn xinh lắm, nhìn ngầu lắm. Đây nè, nhờ chị Yumi để ảnh ở đây nha. Đây là đây hàng của Thái thôi, nhà chị Dương Rồng Quảng Nam, Quảng Nôm nữa, chị nhập Thái về, nghe bảo chị thích cái loại này, audio này lắm. Rồi, giờ trồng cây này cũng chăm thử 10 năm nữa cho nó to, đỡ phải tốn tiền mua cây to. Cây nhỏ này thì cũng rẻ thôi, không có đắt đâu. Nhìn cứ như hoa Hawaii á mọi người, cái cây nhỏ này cho Hawaii. Cái này người ta còn nó còn sống thiên nhiên được mà mọi người, nên là dễ lắm, trồng đại đại nhưng mà cũng phải có quy cách quy củ nha. Giờ sẽ lấy đá gì đây, không biết đá gì hết. Không thấy à, trời ơi, nhìn không sang gì hết, mình nông dân không biết sang được nha cả nhà. Nông dân Thái. Với ai ở đây làm mê sinh rồng đó là tư vấn đi cho em nha. Tại vì là em là mới lớp 10 thôi, chưa biết là học ngành nghề gì.
ra là em thích cây cảnh, cây cối. Nhưng mà em cũng không muốn học nông nghiệp lắm. Học cái ngành gì mà nhanh giàu á. Giàu để mình mua nè. Tại vì em thấy sức rồng là nhanh mất giá. Kiểu vậy. À thì em cho mọi người cây sập bia A đang gần một quận. Em nói mọi người nghe thấy rõ không? Rồi. Rồi giờ em sẽ quay tưới nước cho mọi người xem nha. Em sẽ tưới nha. Không biết mình là cái tưới ô chết. Tưới không có xòe mọi người. Tưới mà tưới. Thôi tưới thẳng được đây. Mọi người không thấy gì hết. Nhà cho nó mát nha, đỡ phải đó, tiện thể rửa chậu luôn. Chậu bẩn quá à. Sorry mọi người nha. Em thẩm mỹ cũng cao lắm á, nhưng mà thôi đang F1 thì thôi không dám mua nữa. Nè, nãy em shipper anh giao rồi, em phải cách xa cả chục mét để em khử khoản tiền bạc các kiểu. Ồ, thấy mát chưa? Thấy đẹp liền. Đây có cái nhúm lông này. Nhưng mà sau này ẻm nhiều lông nha. Trộm vía. Đây, trộm vía giống cây này của chị bán nè. Giống đó, đây này, chuẩn bị tí em ghép ảnh luôn nha. Đó, giờ em đặt đâu đây ta? Đây. Em là fan của Thái Lan đó mọi người. Cái gì của Thái em cũng thích thế. Nó đang xa xa kia có cái gì đồng tiền mình ơi gì đó, lá đồng tiền gì cũng của Thái đó. Arion vườn nhỏ nhắn của em đã thêm bộ và bộ sưu tập em Arion. Đây là cây Arion nhỏ nhắn nhưng mà giá cũng vừa. Nó rất là xinh. Như bạn là chị Yumi là không, Yumi Yuki là cũng ít chơi cái dòng này. Nhưng mà thật em cũng thấy ít nhưng chưa tham quan được nhà ai có cái này. Là tậu luôn. Đây vườn là bê của em. Lúc này nhỏ thôi mới thay đất không nọ. Đây mới bán phân luôn. Đến lượt em khoe cây sở bia A xịn sò của em. Đang ra bông ra nhiều lộ lắm rồi. Nó ra ngay cái chỗ vàng phèn. Ủa chỗ này bị sao đây? À đây hình như là con hay bông gì đó. Ý, ra con ở chỗ màu vàng. Trời nhân phẩm cải tiến. Rồi đợi nó đều thì nó ra đâu cũng được nha. Đó, cả nhà thấy không? Ba mọi người nha. Chúc cả nhà là có sức khỏe trong mùa dịch. Thôi với ba cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà có sức khỏe thật tốt nha. Bye bye. Đây là vườn đảo của em nè. Đấy là cảnh tuyển lá nha. Bye bye cả nhà.